xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại cái phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna. Và bắt đầu từ tuần này thì Anna sẽ livestream trong thời lượng chỉ khoảng 20 cho đến 30 phút thôi. Và vì thế cho nên là rất là mong anh chị em đã luôn luôn ủng hộ theo dõi Anna thì có thể vào đúng giờ để chúng ta có thể chia sẻ và thảo luận với nhau những cái thông tin, những chủ đề rất là nóng hổi giúp cho mình có thể phát triển được bản thân. Từ cái việc phát triển bản thân thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cuộc sống thịnh vượng và nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ để cùng nhau đến với một chủ đề, đó là một bí quyết thôi, chỉ một bí quyết thôi mà làm cho chúng ta trở thành cái người tự tin. Và chúng ta sẽ đến với chủ đề đấy ngay sau một phút nữa. Và bây giờ thì các bạn hãy giúp Anna có thể tag tên bạn bè của mình, những người mà bạn thấy rằng là người ta đang quan tâm đến cái chủ đề làm thế nào để mình trở thành người tự tin. Và nữa là gì, hãy giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này vào những cái đội nhóm, vào lên Facebook cá nhân của các bạn để chúng ta có thể kết nối được với nhau nhiều hơn và tạo ra được một cộng đồng toàn là những người mà càng ngày càng tự tin và tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Cho Anna một phút để Anna kiểm tra xem là những anh chị em nào đang vào, đang xem ở trên cái phần livestream này nhá. Hôm nay anh Ngọc Tuấn đã vào, bởi vì chắc chắn là sẽ có ví dụ với anh Ngọc Tuấn đúng không ạ? Anh chị em hãy giúp Anna share cái phần livestream này hoặc là tag tên bạn bè của mình vào đi để chúng ta có thể thảo luận nhé. Các bạn đã ăn cơm chưa? Như Anna đang livestream lên trên Facebook cá nhân hay là trên sao mình không nhìn thấy ở trong điện thoại của mình nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chủ đề tự tin. Thực tế mà nói thì sẽ có rất là nhiều những cái trường phái khác nhau và nhiều quan điểm khác nhau. Bản thân Anna thì Anna thích nói về sự tự tin như là một cái phần không thể thiếu được trong cuộc sống này. Bởi vì chí ít trong cuộc đời của chúng ta, gần như chúng ta ai cũng phải làm thế nào đấy để thể hiện bản thân mình ra. Và bạn sẽ thể hiện bản thân mình tốt nhất khi mà bạn tự tin, đúng không ạ? Và khi mà nói về sự tự tin ấy, thì trước tiên chúng ta cần phải thống nhất với nhau rằng là cái sự tự tin đấy là cái việc mà bạn sẽ làm việc với một mình bạn thôi, một mình cái thế giới bên trong của bạn thôi. Đó, thế mình phải hiểu rằng là có thể ai đó sẽ truyền cảm hứng cho mình về người tự tin, về làm thế nào để tự tin hơn hay gì đó. Thế nhưng mà sau đó rồi thì bạn sẽ chỉ làm việc với một mình bạn thôi. Và mình phải hiểu rõ rằng là không cần phải chờ đợi ai đấy mang đến cho chúng ta sự tự tin, cũng không cần phải chờ đợi ai đấy làm cho chúng ta tự tin hơn, mà tất cả những gì mà bạn cần là đã có sẵn ở bên trong này rồi này. Việc của bạn là gì? Việc của bạn chỉ là làm thế nào để ôn luyện để cái sự tự tin đấy nó ngày càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần nội dung chính nhé. Nếu mà bạn đã nghe và đã đồng ý với cái điều kiện đầu tiên của Anna trước khi bạn vào cái phần livestream này thì hãy đưa ngón tay cái hoặc dấu chấm hoặc bất kể một cái gì đấy để cho Anna biết rằng là chỗ này là bạn đã với tôi đã thống nhất với nhau là sự tự tin này sẽ đến từ chính bản thân mình và bạn sẽ làm việc với một mình bạn là đủ rồi, không cần phải làm việc cùng với ai đó bạn mới có sự tự tin. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần nội dung chính. Đầu tiên ý, để trở thành người tự tin, tức là bạn phải có cái năng lực tin vào một điều gì đó. Nghe thì rất là đơn giản, thế nhưng mà chúng ta thường là chọn vào một cái là đa nghi nhiều hơn là chúng ta chọn tin tưởng vào một điều gì đó. Trong cuộc sống thì Anna rất thích những cái quyển sách của một người thầy tên là Osho, và gần như là những cái lời nói của ông, những câu cú của ông thì tác động đến Anna rất là nhiều. Và ăn Osho có một câu như thế này: nếu như mà bạn tin tưởng thì bạn hãy cứ tin tưởng ngay cả những cái người mà người ta lừa dối bạn đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị của cái lòng tin, bởi vì cái giá trị của việc bạn biết tin tưởng, bạn dám tin tưởng với cái sự tin tưởng của bạn quan trọng hơn rất nhiều so với cái việc người ta lừa dối mình. Thế cho nên rằng là chả có tội gì mà mình phải nghi ngờ một ai đó, hoặc là mình phải cảm thấy rằng là một ai đó là không đáng tin, bởi vì cái giá trị của niềm tin nó quan trọng hơn rất nhiều so với tất cả những cái gì mà người khác có thể lừa mình. Bởi người ta lừa được mình một lần là người ta thôi à. Thế còn từ phía mình dám tin tưởng, mình dám trao niềm tin của mình ra, thì lúc đó cuộc sống nó sẽ mang lại cho mình rất là nhiều thứ, đầy sự tin tưởng, trong đầu của bạn đầy sự tin tưởng và xung quanh bạn đầy sự tin tưởng. Thế thì
cái sự tin tưởng đấy, cái niềm tin đấy chỉ có với một cái điều kiện tiên quyết. Với một điều kiện tiên quyết, đó là bạn phải biết tin tưởng vào chính bản thân mình. Tức là nếu như mà bạn không tin vào bản thân mình, bạn sẽ chẳng bao giờ tin được bất kể một người nào khác cả. Và những người mà hay nghi ngờ là những người không bao giờ dám chắc chắn những gì mà mình cảm nhận, những gì mà mình đang nghĩ ở bên trong. Đó, nên là cái việc này có thể là một số bạn đã rất là quen thuộc rồi với thông tin này rồi, hoặc là một số bạn chưa bao giờ nghe thấy, hoặc là cảm thấy rằng là à, có cái gì đấy mà nó vẫn đang còn một chút khó hiểu ở đây. Thế thì như Anna lại nói, nếu bạn dám tin vào những cái gì mà Anna đang nói đây thì đấy là một bước khởi đầu để bạn xây dựng cái sự tự tin của bạn. Một con người tự tin là một con người luôn luôn tin vào chính bản thân mình. Đó chính là cái điều kiện đầu tiên, cái bí quyết duy nhất để giúp bạn từng bước rèn luyện để trở thành một con người tự tin trong bất kể một lĩnh vực nào hết. À, nếu như thế thì chúng ta biết là cái mấu chốt của sự tự tin nó nằm ở cái mức độ bạn tin vào bản thân mình bao nhiêu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận rằng là làm thế nào mà mình có thể có được cái sự tự tin. Tức là làm thế nào để mình, tức là bây giờ ấy, đổi từ cái sự tự tin thành cái việc chúng ta sẽ thảo luận là làm thế nào để bạn có thể biết tin vào chính bản thân mình. Cái này nhá, mở rộng ra nhá. Mở rộng ra, bạn chỉ biết yêu người khác khi bạn biết yêu bản thân. Tôi rất là, gọi thế nào nhỉ? Tôi rất là ghét. Tôi rất là ghét những cái người phụ nữ mà cứ nói là tôi hy sinh cả cuộc đời mình cho cái A, cho người B. Tôi hy sinh cả thân thể tôi để sinh ra những đứa con cho anh chồng ấy. Ê, anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi, anh phải có trách nhiệm bù đắp cho cuộc đời tôi. Tôi ghét những người phụ nữ như thế lắm. Bởi vì nếu bạn không biết yêu bản thân bạn, bạn cũng sẽ không biết yêu người chồng của bạn. Và bởi vì mà bạn đã không biết yêu người chồng của bạn, ở đây nhá, tôi nói đính chính lại là yêu này là yêu đúng cách. Và vì mình đã không biết yêu một cách đúng, vì thế cho nên là bạn luôn luôn ở trong trạng thái là cần phải người đợi người ta bù đắp. Thế thì tình yêu đấy là tình yêu có vô vàn điều kiện, chứ không phải là tình yêu vô điều kiện. Thế bạn phải để ý rất kỹ cái điều này. Mọi thứ nó đều xuất phát từ chính bản thân mình. Mọi thứ trên cuộc đời này, mọi thứ, cái niềm tin, tình yêu, sự bình an, nó đều có từ bản thân mình. Đừng bao giờ đổ lỗi cho cái thế giới bên ngoài rằng là à, bởi vì chuyện này, chuyện nọ, chuyện lọ, chuyện trai đã xảy ra cho nên là tôi mới bị tổn thương sâu sắc, tôi không biết tin vào ai, hoặc là tôi mới, cái tình yêu của tôi mới bị mất đi. Mặc dù là Anna đã trải qua rất là nhiều những cái hành trình yêu đương mà trong lòng mình luôn tin tưởng với một cái kết thúc màu hồng, có một cái chàng bạch mã hoàng tử sẽ sống với mình đến cuối trọn đời. Kiểu như là tôi tin một niềm tin bất diệt và không thể có một cái gì đó trên đời này có thể xen vào cái niềm tin của tôi vậy. Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta có được cái niềm tin vào chính bản thân mình? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần thảo luận cái chỗ này này, hơi bị hay này. Thế cho nên là bạn nào mà có một cái ý kiến gì đấy trao đổi về cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể có được niềm tin vào chính bản thân mình thì hãy comment vào cái phần livestream này nhé, để chúng ta thảo luận thì nó sẽ vui hơn là Anna nói một mình, đúng không ạ? Lần trước có người nói rằng là chị Anna chị nói hoài nó bất chấp. luôn tin dạ bây giờ có ai, nếu mà có ai mà có ý kiến gì thì hãy cứ comment nhá. Rồi, ok, bây giờ để cho chúng ta có thể tin vào được bản thân mình thì trước tiên mình cần phải hiểu niềm tin nó là cái gì. Niềm tin nó, nếu mà định nghĩa nó thì một cách mô phạm ra thì niềm tin là một cái trạng thái của nhận thức. Một cái trạng thái của nhận thức mà nó lặp đi lặp lại kết hợp với những cái bằng chứng nữa, qua thời gian thì người ta có một cái niềm tin về việc gì đó. Đó, bạn nghe bạn có thấy xoắn não không ạ? Đại thể nó cũng chỉ là một trạng thái của nhận thức mà thôi. Và cái niềm tin tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì niềm tin nó sẽ tạo ra những khả năng, và từ những khả năng đấy nó sẽ dẫn đến những hành động, và đến những cái hành động nó sẽ mang lại kết quả. Và rồi chính cái kết quả, đây cái đoạn này mới quan trọng này, có đôi khi kết quả sẽ tác động ngược trở lại với niềm tin. Đó, thế cho nên là bạn phải rất là thận trọng với cái điều này. Thế nhưng mà suy cho đến tận cùng thì chúng ta đều xuất phát bởi là cái niềm tin. Thế còn nếu mà bạn muốn hiểu được là tại sao mà cái kết quả nó tác động ngược lại với niềm tin, nó có mặt tốt và nó có mặt chưa tốt, thì chắc có lẽ là chúng ta cần phải cà phê với nhau thì bạn sẽ hiểu được cái điều này kỹ hơn. Hoặc là bạn có thể đến tham gia vào những cái buổi mà hướng dẫn chia sẻ offline nhiều thời gian hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi một chút là ok, nếu mà niềm tin nó chỉ là một cái trạng thái của nhận thức, và các cái nhà khoa học rồi tâm lý học rồi đủ thứ thể loại học, người ta đã chứng minh rằng là nó là nền tảng tất cả cho cái kết quả mà chúng ta có được. Cho nên người ta mới hay nói những câu như là
có mọi vật trên đời này đều được hai lần được tạo ra, một là tạo ra trong đầu và hai là tạo ra trên tay. Đó, nếu như cái gì đấy nó được tạo ra trong đầu càng rõ ràng đến bao nhiêu, bạn hình dung ra nó, cảm giác như bạn có thể sờ thấy nó, thì cái việc bạn hiện thực hóa nó lại càng mạnh mẽ. Đó, thì ý ở đây là như vậy. Cho nên là chúng ta luôn luôn bắt đầu cái xây dựng con người tự tin bằng việc đầu tiên, bằng một bí quyết duy nhất, đó là tin vào chính bản thân mình. Và bây giờ chúng ta sẽ trao đổi là ok, biết là niềm tin là như thế, vậy thì bây giờ làm thế nào để mình có được cái niềm tin vào chính bản thân mình, đúng không ạ? Mình cứ nói như thế thôi, nghe thì đơn giản, mà thực tế thì làm thế nào để có thể có được niềm tin vào cho chính bản thân mình? Triết học quá đi. Lâu lắm mới thấy Bình Minh Nguyễn vào. Tại vì là bởi vì nó là định nghĩa. Thế còn chúng ta có thể quên những cái phần định nghĩa đấy đi. Mình chỉ cần biết thế này này, nếu mà bạn nói với bản thân bạn một điều gì đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thật là nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại. Bạn nói với chính mình lặp đi lặp lại thật nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại. Người ta có thể gọi cái này là phương pháp tự kỷ ám thị. Đó, bạn cứ nói với chính mình lặp đi lặp lại, nó sẽ tự động trở thành một cái niềm tin. Thế thôi, quên luôn cái định nghĩa mà anh Bình Minh anh nói là triết học đi, được chưa? Thế thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại nói với chính mình một cái điều gì đó, thì bạn, cơ thể của bạn, từng tế bào của bạn sẽ bắt đầu tin vào cái điều đấy. Thế là niềm tin được hình thành, được chưa? Và rõ ràng là việc hình thành một niềm tin thì nó có liên quan đến một cái hành trình thời gian. Và qua một cái hành trình thời gian thì nó còn có thêm một cái điều này nữa, đó là những bằng chứng xung quanh bạn. Thế cho nên rằng người ta mới nói rằng là phải làm sao mà bạn đổi cái nhóm bạn mà bạn chơi đi, bởi vì là rất là nhanh bạn sẽ trở thành một trong số họ. Đây cũng là một cái điều mà bạn sẽ thấy rằng là nếu như một người nào đấy mà sống ở trong một gia đình mà ly hôn chẳng hạn, người ta thấy là bố mẹ người ta ly hôn này, bạn bè người ta ly hôn này, rồi đồng nghiệp người ta ly hôn này, trong dòng họ có nhiều người ly hôn này, thì rõ ràng người ta có một cái niềm tin là hôn nhân là một cái gì đấy rất là tan vỡ, rất là dễ tan vỡ, dễ đổ vỡ. Cho nên là nếu chúng ta biết được cái điều đấy, biết được là những cái người xung quanh, những cái bằng chứng xung quanh cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của chúng ta, thì lúc đấy bạn sẽ biết cách chủ động cho cái việc thay đổi, tạo ra được niềm tin cho chính mình. Được chưa ạ? Nếu mà đã hiểu thì comment một điều gì đó nhé, để cho Anna có thể tiếp tục được. Hôm nay Anna cảm thấy rất là áp lực vì Anna sẵn sàng chia sẻ cái phần này chỉ trong vòng 20 phút. Cảm thấy hơi bị áp lực một chút. Rồi, ok. Nếu như trong trường hợp mà mình đã có thể tạo ra được cái... chúng ta biết được cái niềm tin vào bản thân mình nó quan trọng như thế rồi. Thế thì Anna cũng vừa chia sẻ với các bạn là cái cách mà tạo ra niềm tin là bạn lặp đi lặp lại một điều gì đó. Thế thì khi mà nói đến cái này thì bạn có thể bạn sẽ cảm thấy nó hơi khó hiểu. Giống như thế nào nhỉ? Anna đọc trong một quyển sách của Napoleon Hill, ông ấy mô tả một đoạn rất là hay. Ông ấy nói rằng là khi mà mình nói về cái niềm tin ấy thì nó giống như là mình đang nói về về màu đỏ, giống như là bạn đang mô tả màu đỏ cho một cái người mà bị mù màu bẩm sinh, hoặc là cho một cái người mà bị mù chưa bao giờ có khái niệm về màu sắc. Đó, thế cho nên là rất là khó để người ta có thể hình dung ra được. Thế thì chỉ bằng cách là gì? Làm, lặp đi lặp lại, nói với chính mình lặp đi lặp lại. Vậy là suy cho đến tận cùng cái cách để mình trở thành người tự tin, hay suy cho đến tận cùng cái cách để bạn biết tin vào chính mình, đó là bạn lặp đi lặp lại điều đó thật nhiều lần và tìm ra được những cái bằng chứng nhiều hơn nữa để biết tin vào bản thân mình. Ở người Việt Nam của chúng ta thì rất thực ra ấy, là cũng có một số nhóm người là hay gọi là ít tặng lời khen cho người khác. Nhưng mà đa phần, thực tế Anna lại thấy là đa phần chúng ta rất hay tặng lời khen cho người khác, mà rất ít khi tặng lời khen cho chính bản thân mình, rất ít khi vinh danh chính bản thân mình. Cho nên chúng ta mới cần người khác vinh danh. Bản thân tôi thì tôi đã vinh danh bản thân tôi đủ rồi, cho nên là đôi khi tôi cảm thấy là tôi không cần người khác phải vinh danh tôi làm gì hết, vì tôi cảm thấy cái việc mình đang làm cho mình đã là quá đủ rồi. Và ở đây nhá, tôi rất thích anh Ngọc Tuấn. Anh Ngọc Tuấn đang online. Anh Ngọc Tuấn, anh ấy có một cái là anh ấy rất là giỏi trong việc biết khen mình. Anh ấy biết mình đẹp như thế nào. Hôm vừa rồi tôi và anh ấy đi đám cưới và anh ấy mặc một cái vest vào, tôi thấy anh ấy đẹp trai thật, mà tôi chưa kịp khen thì anh ấy bảo thế này nè, tôi mỗi lần mà tôi lên đồ mà tôi mặc vest á là tôi sợ lắm. Bởi sao anh lại sợ? Bởi vì không ai mà chịu nổi hết, bởi vì tôi lúc đấy tôi sẽ trở nên quá đẹp. Đó,
Và tôi phì cười, mà tôi đúng, tôi thấy là đúng là anh ấy đẹp thật. Và nếu như trong trường hợp mà mình biết mỗi ngày nói với bản thân mình, mỗi ngày nói với mỗi ngày mình nói như thế, thì tự nhiên mình sẽ trở thành người biết tin vào bản thân. Và chỉ cần bạn biết tin vào bản thân thôi, thì đó là sự khởi đầu của mọi cái niềm tin bất diệt. Đó. Và trong cái quyển sách mà Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill thì ông ấy cũng lấy một cái ví dụ rất là hay. Đó là các cái nhà tội phạm học ấy, họ đã nghiên cứu và họ đã cho biết rằng là nếu mà khi bạn bạn lần đầu bạn tiếp xúc với cả tội phạm thì bạn sẽ cảm thấy là tội ác của người ta là rất là tày trời, bạn cảm thấy rất là ghê tởm này kia. Thế nhưng nếu mà bạn chứng kiến cái việc đấy lặp đi lặp lại nhiều hơn thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy bình thường với tội ác đó. Và một ngày đẹp trời, bạn cũng sẽ có niềm tin rằng là à, phạm tội cũng là một việc bình thường. Đấy, đấy là một cái thứ rất là nguy hiểm. Cho nên là bản thân chúng ta phải biết bảo vệ cái tâm trí của chúng ta khỏi những cái gọi là sao nhở, nó khác biệt về mặt đạo đức. Thế cho nên là có rất là nhiều người mà giống như là kiểu bị mị dân ấy, là vì như thế, nhét nhau vào một cái khu vực nào đó. Bởi thế, cùng là đội nhóm, cùng là những người mà đồng hành làm việc cùng nhau, thì chúng ta phải biết được, phải nhận thức được là cái việc đấy có phải là một cái việc đúng đắn để mình làm hay không. Đó. Và khi mình biết nó là một cái việc đúng đắn để mình làm rồi, mình biết những con người mình hay giao tiếp, mình hay giao thiệp là những con người chính trực và họ có một cái niềm tin tích cực mạnh mẽ, thì lúc đấy bạn hãy tìm mọi cách, bằng mọi cách hãy ở bên cạnh của họ. Tôi có một người chị Thúy cũng đang xem livestream. Chị Thúy là một người gần như là một thành viên ở trong gia đình. Và lúc bấy giờ thì tôi thấy là nhá, tôi cái này là cái mà tôi thấy là cái sản phẩm ý, một cái sản phẩm vật lý không bao giờ có thể kết nối được người ta, mà luôn luôn cái sự kết nối là ở con người với con người. Mà cái sự kết nối ấy, nó được tạo ra bởi cái niềm tin dành cho nhau. Ban đầu chị không thích tham gia kinh doanh gì cả, cùng với cả một số mô hình. Nói như vậy đi. Nhưng mà đến khi mà chị thấy là à, người A, người B, người C, người D nguyên một cái nhóm chơi cùng, sao tự nhiên, tại sao tự hỏi, ôi tại sao hết người này người kia tham gia kinh doanh cái lĩnh vực đấy. Thế là lúc đấy chị bắt đầu quyết định là chị sẽ tìm hiểu xem nó là gì. Và khi tìm hiểu nó là gì xong thì đầy đủ thông tin rồi, thì chị quyết định là chị cũng trở thành một trong những người mà như gọi là những cái nhóm mà đã tham gia trước. Thực ra chúng tôi là một nhóm chơi rất là thân với nhau, và chúng tôi có sức ảnh hưởng lên nhau bằng một cách nào đó. Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người mà bạn hay tiếp xúc. Thế thì nếu như mà những người xung quanh bạn là những cái sự tích cực thì cái niềm tin của mình sẽ được nuôi dưỡng theo hướng tích cực. Và như thế tất cả những cái phẩm chất quý giá của bản thân mình cũng sẽ được bồi dưỡng lên một cái mức độ tích cực đó. Và từ đó tự động bạn sẽ cảm thấy bạn tự tin hơn bất kể lúc nào hết. Vậy thì cái mấu chốt ở đây chỉ là gì ạ? Sử dụng phương pháp lặp đi lặp lại, nói với chính bản thân mình bạn giỏi như thế nào, bạn tin tưởng vào bản thân mình như thế nào. Và cứ nói như thế, và cứ nói như thế, cứ lặp đi lặp lại như thế. Và hãy tìm thêm những bằng chứng từ những con người xung quanh bạn. Tìm thêm những bằng chứng, hãy chơi với những người biết ngợi khen bạn. Ai mà còn tiếc rẻ cái lời khen ngợi dành cho nhau ấy, quên người đấy đi luôn. Quên luôn, bạn không cần phải tiếp xúc với họ. Bạn có quyền năng để lựa chọn. Và khi bất kể một sự việc gì xảy ra, bạn có thể lựa chọn theo hai hướng. Cái hướng đầu tiên là bạn sẽ lựa chọn đó là có tin tưởng. Tin tưởng vào cái điều người ta nói là thật, cho dù đấy là một thông tin lừa đi chăng nữa. Ok, bạn hãy cứ tin tưởng đi. Vũ trụ sẽ chắc chắn sẽ đưa đến cho bạn giải pháp và bài học cho cái sự việc này xảy ra. Một sự lựa chọn thứ hai là bạn sẽ lựa chọn để nghi ngờ và không quyết định gì cả. Ok, đấy cũng là một sự lựa chọn. Thế có đúng là sự việc thì nó vẫn luôn luôn như nhau, còn mấu chốt là ở bản thân mình không? Và bạn để ý nhé, tất cả những người mà dám tin tưởng đều là những người rất trong sáng, là những người rất xinh đẹp, và họ sẽ trẻ rất ra. Đấy, chả có một cái cơ mặt nào trên mặt họ mà thể hiện lên một cái sự khắc khổ cả. Bởi vì là cứ mỗi lần mà nghe ai nói cái gì thì ánh mắt của họ cũng sáng lên lấp lánh rất là rực rỡ. Ồ, rất là cảm thấy rất là thú vị. Còn sau đấy đương nhiên bằng cái kinh nghiệm của bản thân, người ta sẽ bắt đầu tìm hiểu các cái thông tin và quyết định là cái việc mình tin là mình nên tin ở mức độ nào, mình có nên tham gia cùng hay không, đấy là một chuyện khác. Vậy thì suy nghĩ đến tận cùng cái việc mà làm thế nào chúng ta trở nên tự tin đối với Anna, đó là bạn hãy tin vào chính bản thân mình,
Có ai có cái ý kiến gì hay hay không nhỉ? Để mình có thể trao đổi. Oh, có người nói là mạng yếu, chập chờn. Ừ. Ồ, rất là hay. Anna, lần này Anna đã đạt được tốc độ về mặt thời gian. Và nếu mà nói về cái sự tin vào chính bản thân mình thì bạn hãy cứ hình dung như thế này nhá. Bây giờ ấy, từng việc một, việc nhỏ trước rồi đến việc lớn sau, mọi việc nó sẽ lớn dần lớn dần lớn dần lên. Đừng bao giờ đùng một cái, không có ai mà bước một bước ngay đến thành công đâu ạ. Thành công là gì ạ? Thành công là mỗi ngày bạn bước được đến gần hơn một bước đến cái mục tiêu của bạn thì là thành công. Vậy bây giờ giả dụ như bạn muốn trở thành tự tin khi mà nói chuyện trước đông người đi, hoặc tự tin khi livestream đi, đúng không ạ? Rất nhiều người muốn tự tin khi livestream, tự nhiên khi livestream. Người ta chỉ tự nhiên được khi mà người ta tự tin thôi. Và thế thì bạn hãy đặt ra một mục tiêu đó, là bạn tự tin. Sau đấy này, bạn chọn ra một con đường. Bạn chọn ra một con đường và rồi bạn sử dụng một cái phương tiện, một cái công cụ nào đó để bạn thực hiện đi trên con đường đấy. Lấy ví dụ nhá, Anna thấy là cái modeling là một cái rất là hay. Nếu mà đơn giản cái mục tiêu của bạn chỉ là nói chuyện trước đông người trở nên tự tin hơn này, và nói duyên dáng hơn này, thì bạn hãy chọn ra 1, 2, 3, 4, 5 người làm cái việc đấy giỏi nhất. Xem video của họ, xem đi xem lại cách con đường là như thế. Xem đi xem lại, xem đi xem lại, xem đến thuộc lòng luôn ý. Và bạn có thể tập nói lại từng đoạn của họ. Và cứ như thế thôi thì tự nhiên bạn sẽ diễn thuyết trở nên rất là dễ thương, cute, đáng yêu, và bạn cũng cảm thấy là rất tự tin. Bởi vì sao? Bởi vì những nội dung đấy là một người nổi tiếng nào đấy họ đã soạn ra sẵn rồi. Thứ hai là gì? Những cái ngôn ngữ cơ thể của họ cũng cũng đã được luyện tập sẵn rồi. Và bạn có thể modeling bằng cách đấy. Và khi bạn modeling xong xuôi, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này hóa ra lại đơn giản hơn rất là nhiều. Và sau khi bạn làm như vậy khoảng ít nhất 6 lần, tự nhiên bạn sẽ biết là hóa ra mọi chuyện cũng đơn giản thôi chứ chẳng như mình hình dung. Và khi bạn làm được cái việc đấy 21 lần thì nó hình thành một thói quen. Yên tâm đi, chắc chắn hình thành một thói quen. Như Anna thì Anna chọn một cách là Anna quay video cứ bật lên và để cái tripod cắm lên, tự mình bấm quay video. Và khi mà tôi quay đến cái video thứ 90 thì tự nhiên là tôi tự tin, tự nhiên tôi múa may quay cuồng tay chân của tôi, gọi là khua loạn xị lên. Và lúc đấy còn có nhiều người nói là chị ơi chị nói chuyện rất hay, chị dạy học rất hay, mỗi tội là chị khua nhiều quá, ước gì chị bớt múa lại một tí thì em sẽ tập trung được hơn. Tức là mọi người bắt đầu tập trung vào việc mình múa chứ không tập trung vào việc mình nói đó. Thế cho nên là gì, cái bí quyết ở đây vẫn luôn luôn là cái sự luyện tập. Và cho một lời kết, cho một lời kết, bởi vì chúng ta đang đặt ra được một cái thách thức là chúng ta phải kết thúc một cái phần livestream chỉ trong vòng khoảng 20 phút mà vẫn truyền tải được cái ý của mình. Thế thì để cho một cái kết thì Anna muốn nhắc cho bạn nhớ lại rằng là khi mà bạn bắt đầu sinh ra, khi mà bạn bắt đầu hình thành từ một quả trứng và một chú tinh trùng, thì lúc đấy một mình bạn đã phải là một cái người mà được lựa chọn ra từ 300 triệu những người anh em tinh trùng còn lại. Bạn hãy nhớ nhé, tỷ lệ đây là 1 trên 300 triệu những người anh em tinh trùng còn lại. Bạn là những cái gì đấy tinh túy nhất để hình thành ra được một con người như thế này. Không đơn giản, bạn đã phải chiến đấu và đi một cái quãng đường cực kỳ khủng khiếp. Nếu bạn nào muốn xem cái video clip đấy thì bạn biết rằng là một chú tinh trùng để đi được 1 cm trong tử cung thì chú ấy phải quẫy bao nhiêu nghìn lần cái đuôi. Bạn sẽ biết được là bản thân mình từ trước khi hình thành nên phôi thai, mình đã được tuyển chọn kỹ lưỡng như thế nào trong cái tỷ lệ chọi là 1 trên 300 triệu. Thế thì từ ngay từ thời khắc đấy, bạn đã sinh ra là bạn đã là độc nhất vô nhị rồi. Và khi bạn sinh ra, trên đời này chẳng có một phiên bản nào giống mình cả. Chẳng có thể có một ai giống mình hết, cũng không ai hoàn hảo được như mình hết. Cho nên chúng ta là mỗi cái phiên bản hoàn hảo theo cách riêng của chính mình. Và chỉ cần bạn dám thể hiện đúng con người thật của bạn, chỉ cần bạn dám nói đây là tao, đấy, tao có thối nhưng mà đây là tao, đấy. Nếu chỉ cần bạn dám thể hiện đúng con người của mình như thế thì chắc chắn sẽ có những người yêu thương chính cái con người của bạn, sẽ có những người phù hợp với chính con người của bạn. Trên thế giới này có nhiều tỷ dân lắm ạ. Và chả có lẽ bạn lại không tìm được 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người mà bạn hay chơi cùng sao?
Bạn hãy yên tâm đi, ngay cả khi mình có thối theo cách riêng của mình thì chắc chắn cũng sẽ có những người thối cùng chung với mình và cảm thấy rằng là cái mùi thối đấy là mùi thơm, đúng không ạ? Sầu riêng có rất nhiều người không ăn được, như Anna không ăn được. Thế nhưng mà bạn bè thì tranh nhau giống như là báu vật ấy. Thế cho nên bạn hãy cứ yên tâm đi, chúng ta luôn luôn hoàn hảo theo cách riêng của mình. Việc của mình là gì ạ? Việc của mình là sẵn sàng, tự tin, thể hiện đúng con người thật của mình. Đấy chính là cái bước đầu tiên của việc bạn biết yêu bản thân. Bạn yêu cái thân thể này, bạn yêu con người này, bạn yêu cái cá tính này, bạn yêu từng tế bào trên cơ thể của bạn. Chỉ khi bạn dám thể hiện ra bên ngoài chính cái con người mà bạn yêu đấy, đừng có đeo mặt nạ. Đó, còn nếu bạn muốn là làm thế nào để gỡ bỏ cái mặt nạ đấy xuống, làm thế nào để mà cái hành trình đấy nó trở nên là có tính đồng đội hơn, thì bạn sẽ cần phải gặp Anna trực tiếp đấy. Và cái phần livestream này của Anna đến đây ngày hôm nay xin được kết thúc ở đây. Rất cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của anh chị em, và rất là mong sẽ gặp lại các anh chị em trong cái phần livestream vào thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau Anna sẽ nói tiếp một chủ đề rất là hay, nối tiếp với cái chủ đề niềm tin này. Chúng ta sẽ phải làm thế nào để chúng ta quản trị được những cái cảm xúc bên trong, để chúng ta thực hiện được đúng cái điều, tập trung vào đúng cái điều mà chúng ta mong muốn, và cũng là một thách thức 20 phút. Và nhân đây Anna xin gửi một cái lời thách đấu đến bất kể anh chị em nào, mấy chục người đang xem cái phần livestream này ngay ngày hôm nay và những người xem sau đây. Anna xin gửi một phần thách đấu là chúng ta hãy bắt đầu một hành trình 21 ngày để mà tăng cường được cái sự tự tin bằng cách yêu bản thân mình. Các bạn có thể chọn bất kể một cái sự việc, gọi là một cái cách thức nào, một con đường nào mà Anna thì khuyến khích là gì. Nếu anh chị em đằng nào cũng làm việc trong cái môi trường mà giữa con người với con người nhiều á, thì mình phải cách để học cách mà mình thể hiện bản thân ra, thì anh chị em hãy livestream. Tôi thách thức các bạn sẽ livestream hàng tuần hoặc là một tuần hai lần gì đó, và tôi nhận lời thách đấu từ bây giờ ạ. Và chúng ta có thể tạo thành một cái nhóm để chúng ta trao đổi, từ đấy mà cái việc mà xuất hiện giữa chốn đông người hay là cái cách để chúng ta biết bộc lộ bản thân mình nó trở nên đơn giản và dễ chịu hơn, sẽ mang lại cho chúng ta nhiều những cái giá trị quan trọng nhất là chúng ta được là chính mình, tự do khi là chính mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần livestream sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.